Hi, chào em, chúng em đã quay trở lại kênh Kathem.com. Trong cái này mình sẽ review sản phẩm bàn chải đánh răng tự động nhá. Sản phẩm này mình đặt trên Banggood và trong cái đơn hàng này thì có hai sản phẩm là bàn chải đánh răng tự động với cả cái máy hút bụi. Thì máy hút bụi mình sẽ review trong video sau nhá. Đây, hai sản phẩm. Rồi, anh em xem bàn chải tự động này nó như nào, nó xịn xò như nào. Nó khác với cả cái bàn chải mấy chục nghìn mình mua review lần trước như nào nhá. Mà bàn chải mấy chục nghìn thôi. Đó là một cái máy có motor zoom thôi, cũng không hiệu quả lắm. Để xem cái bàn chải nó đắt gấp mấy lần này, chất lượng nào. Anh em theo dõi video nhé, ít trộn. Đây anh em, trọng lượng của tủ hộp này là 0,75 cân này. Đó, và rồi từ Banggood, một cái Electric Tool Plus. Và thành ra một cái máy hút bụi mini. Máy hút bụi mini này thì cũng khá là hay, đặc biệt là cho những ai mà có ô tô ấy, hoặc là chúng ta hút bụi ở nhà. Đây, đầu tiên là cái hộp gì đây, DZES44. Đây chính là Sonic Electric Plus, bàn chải đánh răng, hộp rất xịn xò luôn. Và cái thứ hai là cái máy hút bụi. Đây, máy hút bụi này anh em xem một video sau nhé. Rất là nhỏ gọn nhá, cầm tay để hút bụi, đặc biệt là cho những ai gia đình nào có ô tô thì hút bụi trong nội thất ô tô. Nội thất ô tô thì khá là bụi và làm sạch khó. Đấy, hút bụi ở ô tô này, nhà này, văn phòng này, vân vân. Nói chung là video sau mình sẽ giới thiệu chi tiết, không miên man anh em ạ. Đây, video này mình sẽ giới thiệu bàn chải đánh răng tự động của Jisho công ty, mã là DGS44, đấy, Sonic Electric Toothbrush, cạnh trái này, cạnh phải không có gì, mặt sau có model đây, 100 pin này, 1200 này. Đấy, dung lượng pin này dùng sẽ rất là lâu. Đấy, 25 ngày mới anh em phải sạc, trời ơi, bét nhè đi. Vâng, một ngày chúng ta đánh răng 2 lần thôi, sáng tối. Chắc là 110-240V, 3W, output là 3-4V, 2,5W, chống nước, IPX7, made in, công ty sản xuất, mã code gì đấy, của công ty Myliso.com này. Bảo nguyên siêu nha anh em, nguyên siêu, anh em mua cái gì cũng phải nguyên siêu. Vâng, bây giờ bàn chải thì nguyên siêu. Bàn chải thì mình săn được khá là nhiều trên mạng. Bàn chải than loại kính nhé, 20.000 mà 12 cái, tính ra khoảng 1-2.000 một cái, rất là rẻ luôn. Nhưng đây bàn chải tự động, mình xem là nó khác bọt như nào. Anh em mua sản phẩm này mình sẽ để link mua dưới video nhé. Bên trong sẽ có, wow, em thấy cẩn thận chưa? Đây, đánh giá hài lòng hay không hài lòng này là 1 này, sách hướng dẫn sử dụng là 2 này, video user manual này. Đó, hướng dẫn sử dụng này thì đơn giản thôi, không có gì cả, quá đơn giản. Chúng ta chỉ việc cho mồm vào mà đánh thôi. Ôi ôi, màu hồng nam tính đây anh em. Ui, cầm nặng trịch. Wow, nặng vãi. Ui, nặng cực, nặng thật sự ấy. Hộp thì cầm nhẹ, không ngờ tại sao sản phẩm cầm nặng. Rất là nhiều sản phẩm mình đã thấy thế rồi. Hay là kiểu hộp cầm một phát hết tất cả lên nó nhẹ nhỉ. Đấy. Ui, cái cục sạc của nó. À đây, cái đốc sạc của nó này. Đấy, anh em xịn xói chưa? Đốc sạc riêng hẳn hoi luôn. Đấy, những cái thông số như ở trên vỏ hộp. Đó. À, đầu USB này. Chỗ này cắm vào để sạc này. Ồ, xịn xò. Xịn xò con bò. Đây là cái đầu bàn chải. Đấy, bọc rất cẩn thận luôn anh em ạ. Đấy, cẩn thận không? Bàn chải này giá khoảng 400-500 nghìn gì đấy. Đấy, cao su bọc này. Đầu này bàn chải hơi nhỏ nhỉ, cho trẻ em à. Và đây có cái đầu bàn chải cũng nhỏ, như kiểu hai cái giống nhau dự phòng anh em ạ. Đấy, cứ hỏi đặt ra là hỏng cái đầu bàn chải này thì chúng ta sẽ mua ở đâu để thay thế. Hỏng thôi vứt đi luôn, khỏi thay. Đấy, hai cái bàn chải này kích thước bằng nhau, khá là nhỏ. Này trẻ em đánh thường hơn. Mình phải cần mình mồm to. Đấy, mình to mồm. Các chị em cũng rất thích. Đấy, nhưng mà này thì sản phẩm nó hơi nhỏ. Đấy. Rồi, bây giờ test xem. Ủa, hoàn thiện cực kỳ tốt luôn ấy. Anh em nhìn này, cái lớp màu hồng của nó rất là sang chảnh luôn. Đấy, sáng bóng luôn. Cảm giác nó đúng là nhựa anh em, nhựa bóng. Nhựa giả kim loại. Đấy, ở đây có clean này. Sensitive, xoay chế độ đánh răng, xoay massage gì đấy, wide gì đấy cũng không rõ lắm.
đây ống nhựa nhìn nó sang chảnh vãi và cái nút còn ụt. Wow, ngon vãi, bấm phát dùng tê tay luôn. Ở đây có cái nút bấm này kiểu thiết kế đồng tâm rất là đẹp luôn, sang chảnh. Đấy, bên ngoài là nhựa rồi, thế rồi. Và sản phẩm này dùng pin liền luôn nhá. Đấy, đi go để anh em cắm sạc, để anh em sạc luôn. Đây, đấy, cho vào sạc như này rất là dễ dàng luôn ạ. Đấy, sạc thử xem. Bật công tắc, đây đèn đỏ đây nghe, đó đang sạc, rút ra này, đấy, tắt đèn, đèn thông báo sạc. Để này là đã sạc luôn rồi này, không cần để hẳn vào này, kiểu sạc không dây ấy. Đấy, cái này chỉ là cái đế thôi, sạc thì nó sẽ tốt là, đây mình để như này nó đã sạc, để như trên này nó sạc đấy, để lệch như này nó sạc rồi, thả ra này, đó, hay chưa? Cái này kiểu cái chỏm để thôi. Ego có những cái chế độ ở đây, bốn chế độ, chưa hiểu chọn chế độ này không xoay được đâu. Cái nút này chỉ bấm một phát thôi. Đây là cái đầu, đầu để chúng ta lắp. Mình sẽ thử cho anh em xem. Đây, đầu chúng ta lắp. Rồi, khít chỉnh khịt như này. Ngon chưa? Đây là bấm nhá. Ua, rung mạnh vãi. Ôi, anh em có thể nghe tiếng này. Đấy, cực kỳ mạnh luôn ấy. Ui, nó rung khủng vãi luôn ấy. Và cái này thì chị em cực kỳ thích luôn này. Phê luôn ấy chứ. Vừa đánh răng vừa... Rồi, đó, đây là cái đầu của nó này. Rung mạnh cực. Đấy, và nó đang chuyển hai chế độ đây anh em. Đây có hai cái đèn như là hai chế độ. Vừa nãy mình nó vừa nghỉ một lúc. Dùng kinh khủng luôn ạ. Ủa, đánh này bạn nào mà mình nghĩ bạn nào mà lợi yếu ấy thì đánh này chắc là dễ bị chảy máu lắm này. Rồi, mình vừa thử vào mồm rồi, đánh phê lắm. Nó dùng phê, nó dùng tê tê. Ủa, đấy nó nghỉ một lúc sau lại dùng tiếp, mạnh lắm. Rồi mình để đây, để lên bàn cho anh em nghe nhá. Anh em thấy nó rung mạnh chưa? Chúng ta chuyển sang nước thứ hai xem là gì. Đây, clean. Nước này nhẹ hơn. Đây có màu xanh là pin A. Cái này hình viên pin luôn anh em ạ. Đấy, đang đầy pin này. Đấy, không biết là lúc tụt thì nó sẽ giảm đèn hay sao. Thế thì lại xịn xò quá. Đây, hình viên pin này anh em. Đó. Đây, màu 2 này thì nhẹ hơn, nước 1 mạnh hơn. Nước 3 là gì? Massage thì như nào, cảm giác nó mạnh bằng nước 2, nó không hiểu. Và nước 4 là nó rung nhanh em, nó rung quãng dài hơn là nước 1, nước 2, nước 3. Đấy. Đấy. Đó, anh em hãy nghe tiếng của nó như vậy. Vâng, đánh này thích này đấy, dành cho những ai mà lười đánh răng. Có 4 chế độ, phê thật, cảm giác rất là xịn xò luôn ấy. Rồi, link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhé. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm bàn chải đánh răng tự động trên Banggood. Anh em cảm thấy video hay thì like, đăng ký kênh, ấn chuông ủng hộ kênh mình là 1 triệu sub nhé. Anh em mình review sản phẩm nào comment link bên dưới nhé. Cảm ơn anh đã theo dõi video. Bye bye. Cái chế độ này một lúc thì nó tắt đi này, hay chưa? Đây, chế độ đầu tiên mạnh nhất. Vãi, để anh em nghe tiếng rung nhé. Kinh khủng.